rồi. Diễm Linh ơi quay. Rồi coi đồ nè, quá trời rồi. Chịu hết nổi luôn. Đầy nhóc cái xe luôn. Ra tới hai chặng lên. Một chặng đầu nó đưa lên cái nó quắt mình ra một chặng thêm chặng nữa. Cam nữa hả? Cái này giấy vậy hả? Cam. Không biết nữa. Cam cam. Thôi quá trời. Ê ta sửa sửa coi chừng nha. Coi chừng nha. Để con giúp, để con giúp, để con giúp, để con. Cái này cũng nói được cho mình hay vậy cậu? Cái của cậu hả? Đâu? Cái miếng này nè là của cậu hả? Miếng này đâu? Cái miếng xanh này nè, cái dĩ xanh này nè. Của cậu. Của cậu. Cái này vô. Đưa cho ông ba về đẳng ăn bớt. Táo này kia đem về đẳng ăn cậu thôi. Đâu, bọc thôi. Một bọc thôi à. Cháu thì cái thùng này nặng dữ lắm. Cái gì? Đường nét. Ra ok. Có cần để ngoài trước cho cậu không hay là chút nữa cậu về cậu mở cốp ha, ngoài trước đi. Đó, để đó đi, để đó đi. Cậu ve vô rồi, cậu để mà. Khỏi, 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 khỏi thùng. Khỏi, khỏi, khỏi thùng, khỏi thùng. Không. Trời có đậu mặc sức mà nấu chè. Cái chụp. Trời ơi, ốc chó, ốc chó. Ốc chó. Con làm cái clip cho cô khui đậu. Đây là cái số đồ mà hôm nay mới vừa đi còn bình lấy sữa nữa. Còn một bình sữa nữa hả? Ừ. Đây, để bình sữa ngoài rồi đó. Được hai bình sữa rồi. Mới vừa đi lấy chỗ người ta cho thức ăn về nè. Tổng cộng là 3 thùng. 4, 5 thùng nặng. 5 thùng là hả? Mà gom vô lại cho nó gọn đó phải không? Ừ. Rồi, hai hộp sữa. Cam. Táo được mấy bịch táo? Đây, hai bịch táo. Hai bịch táo. Củ này hành gì? Củ hành tây. Củ hành tây. Cái này gì? Dưa. Dưa. Cái này là sữa. Sữa này được hai bình. Hai bình này là mình nói là mình hai hộ đúng không? Ừ. Nói mình hai hộ. Hai trứng. Trứng. Này trứng gà. Hai hộp trứng, trứng gà trắng. Trứng gà trắng. Hai hộp trứng. Này là hai cây thịt heo. Tại mình nói mình ăn thịt heo mình không ăn. Còn nếu mình nói mình ăn thịt gà thì người ta đưa cho mình thịt gà. Cái này là nước cam ép. Cam ép. Này nước táo. Nước táo. Cái này cũng là sữa luôn. Ok. Đó. Này là rồi. Chỉ mới cái phần bên ngoài thôi. Bắt đầu bây giờ mình khui thùng ra. Mình khui cái thùng đó ra. Thùng thứ nhất nha. Nhất. Cái này là bông cải. Bông cải. Bông cải được mấy bịch đây? Cái này là củ hành tây, bông cải hai bịch nha. Hai bịch bông cải. Cái này là củ hành tây, cái này là hành tây, củ tây, cần tây. Cần tây, cần tây, hai ba cây cần tây, bốn cây cần tây. Bốn cây cần tây là cái gì? Bốn cây cần tây. Bông cải. Bông cải trắng, một bông. Cái này là cải. Cải này mình ăn lóc dĩa nè. Lót dĩa hả? Ừ, lót này kia. Ồ, một cái bông cải nữa. Hai cái bông cải trắng. Wow. Một hộp dâu. Hai hộp luôn đó, nói cho đưa cậu ba hộp rồi. Tổng cộng là hai hộp dâu. Wow. Thêm một bịch táo nữa. Đây. Một bịch cam.
một bịch củ hành. Hết chưa? Hết thùng chưa? Đây, một bịch khoai tây. Wow, đây. Đó, một thùng của nó đó. Mà khui ra được bao nhiêu đồ nè. Còn nữa nha quý vị. Khoai tây nè, củ hành nè, cam. Rồi mình tiếp tục mình khui thêm cái thùng kế tiếp. Bây giờ mình sẽ khui cái thùng kế tiếp. Coi ra trong cái thùng này nó có những cái gì ha. Bơ. Đây là bơ. Cái này cũng là bơ chi á, chi á, chi miếng. Chi miếng ha. Cái này là mì ấy ha. Mì ấy mình xào. Đậu. Cái đậu. Cái này để mình nấu bò hay mình. Này nhiều cái người ta cho mình cũng không biết để làm cái gì luôn. Cái này là nó là để ăn với gà tây á. À. Đây. Khoai tây. Thêm một bọc khoai tây nữa. Cái này là đào đóng hộp nè. Cái này là đào. Cái này là hamburger. Hamburger. Cái này là cơm. Cái này là cũng để làm bánh nè. Blueberry. Cái này là nui. Cái này là súp. Súp. Cái này là gì? Này sữa. Sữa. Không. Không. Cái này. Cái này hả? Để không biết luôn. Không biết cái này là gì nữa. Để chút rồi. Cái này là đồ hộp nè. Quá nhiều. Súp hộp á. Cái này là sốt. Cái này là ketchup. Cà chua. Nước này. Cà chua. Cái này đậu hộp. Cái này súp cà chua hộp. Hộp nè. Đậu. Cái này cà chua. Cái này là đậu que hộp nè. Cái này đậu đen hộp nè. Táo hộp. Táo hộp. Đây là táo. Cái này đào, này đào hộp. Nãy cũng có hộp đào này. Cái này đậu hộp. Cái này súp. Súp. Mọi thứ mình cho hai hộp. Hai ba hộp vậy đó. Cái này bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng. Cái này làm súp. Wow. Gạo. Một bịch gạo. Cho một bịch gạo. Một khẩu giá này. Cho một bịch gạo. Đây một bịch gạo. Này là bánh. Ốc chó. Này bốn hậu này. Một gói mì tôm. Một gói mì. Mì 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 bò. Mì mì bò. Một hộp đào. Hết chưa? Hết một thùng nữa. Rồi. Rồi hết. Hết một thùng rồi đó. Còn thùng này nè. Chuẩn bị khui thêm thùng này nha. Thùng này. Khui thêm cái thùng này nè. Trái cây. Cũng mấy cái nhỏ nè. Ơ mà mẹ có thêm gì? Cũng trái cây. Cái này đậu hộp nữa.
đậu. Đậu hạt nè. Cà chua. Cà chua. Cà chua. Cũng giống nãy luôn. Cà chua. Mì Hàn Quốc. Cái này là mì. Mì gà. Mì. Mì giống hồi nãy. Cà chua. Mì. Này cũng cà chua. Giống chấm giống mấy đứa ăn quá. Ừ, giống mấy cái đồ nó chấm ăn. Này đồ hộp. Đồ hộp nó nhiều thứ mà mình không có biết. Thậm chí mình cũng chưa biết mình phải ăn này nó bánh như thế nào nữa. Cái này là đậu đỏ. Wow, đậu đỏ này. Một hộp sữa. Một bịch gạo. Là hai hộp là được hai bịch gạo. Một hộp mì Ý. Cái này là nuôi. Này xoát. Nãy cũng có một bịch mì đây, y vậy. Này tuna cá ngừ đó. Giống như cá hộp á nhìn. Cá hộp. Cái này nước. Nước cam. Là đá nhanh đó. Này là bơ đậu phộng. Là đá nhanh đó. CO. Ờ, một hộp này nữa. Cái này là bánh ngọt phải không? Hai hộp bánh ngọt. Nước. Cái này gì mình? Này nấm. Mushroom. Này nho. Này để chấm nấm không Linh? Nè, dạ đúng rồi, cái đồ này để giống như bữa nấm. À. Này nho à. Nho khô. Nho. Giống như hamburger. Này gì đây? Bò. Này đậu, hai hộp đậu nữa. Rồi hết rồi đó hả? Chiến trường đã hết. Wow. Khủng hoảng. Tùm lum tà la luôn, quá trời nhiều đồ ăn. Bên đây có chừng nào mới hết đây? Con đi lấy một lần mà nó quá chừng vậy nè. Rồi video tới đây là kết thúc nha mọi người.